Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Phước Sự Travel. Rất là vui Phước Sự được đến Côn Đảo, là một cái địa danh rất là nổi tiếng về du lịch tâm linh. Ở đây là nhà Nghĩa Trang Hàng Dương, nơi là chôn hơn 2.000 nấm mồ của những cái chiến binh liệt sĩ trong những cái thời kỳ kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Thì trong đó có mồ của rất là nhiều người, và trong đó đặc biệt là có mồ của cô Võ Thị Sáu. Thì hôm nay Phước Sửu cùng với Hoàng Phương sẽ điểm lại cho mọi người một ít cái thông tin khi mà mọi người đến với Côn Đảo. Xin mọi người cùng với Hoàng Phương nha. Chào mừng Hoàng Phương. Được biết Hoàng Phương là một có một cái công ty du lịch rất là lớn tại Côn Đảo này, với tên là Đảo Ngọc, phải không Hoàng Phương? Dạ đúng rồi anh. Thì em có công ty du lịch ở ngoài đây, thì chuyên làm tour du lịch ở tại Côn Đảo này. Thì xin chia sẻ với mọi người thêm là thì mình làm tất tần tật Côn Đảo. Thì có về cứ quá tuyệt vời. Hỗ trợ thì hai ngày ở Côn Đảo thì Phước Sửu được Hoàng Phương dẫn đi rất là nhiều địa điểm. Thì sau đây Hoàng Phương sẽ là chi tiết lại cho mọi người một tí xíu và về Côn Đảo. Thì Côn Đảo thì di chuyển bằng hình thức nào về Hoàng Phương? Thì nói về Côn Đảo thì mọi người có thể xuất phát điểm mình chia sẻ về cái xuất phát của mọi người, có thể là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Nhưng mà thời điểm hiện tại đi bằng xe tàu như thế nào ạ? Thì hiện tại thì mình ở Côn Đảo này trong thời điểm hiện tại nha, thì chỉ đón các chuyến bay từ Hà Nội nè, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ngoài ra nó còn tới 3 đường bay nữa, từ Hải Phòng, từ Thanh Hóa và từ Đà Nẵng. Tới 6 đường bay là 6 đường bay đó, đi bằng máy bay. Ngoài ra thì mình di chuyển bằng tàu từ đất liền ra, là từ Sóc Trăng, Cần Thơ hoặc là từ Vũng Tàu ra Côn Đảo. Đó là những cách để mà mình đến Côn Đảo. Còn ra Côn Đảo mình có thể di chuyển là linh động nhất là mình đi bằng xe máy nha mọi người. Rồi là nếu mà ngoài ra thì mọi người có thể đi bằng ô tô. Ở đây thì có những tài xế này kia, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ, 29 chỗ thì theo nhu cầu của mọi người. Ngoài ra có một phương tiện đặc biệt ở Côn Đảo là xe điện. Xe điện rất là thoải. Nó cũng tính theo dạng km này kia, giống như taxi thôi. Cho Phước Sửu hỏi tí xíu, thì khi mà ra Côn Đảo á Hoàng Phương, thì mình có thể là ở lại khách sạn hoặc là có những cái khách sạn cao cấp hoặc resort nào không? Ở Côn Đảo mình á thì có khách sạn từ gọi là từ homestay, rồi khách sạn bình dân, khách sạn 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao. Thì đặc biệt có khách sạn 5 sao là khách sạn Sisen, là nằm ở tại Côn Đảo này. Sisen thì nằm ở tại Côn Đảo này. Thì nói chung á thì nó dành cho khách phân khúc cao cấp. Ngoài ra ví dụ mình có thể thuê 500-600 ngàn một đêm, ở đây cũng có rất là nhiều. Chung là giá ngoài đây thì nó cũng rất bình ổn, chứ không phải là giống như nơi khác là cuối tuần này kia nó lên cao. Phước Sửu được ở một cái căn khách sạn một phòng rất là đẹp, mà giá tầm khoảng chỉ 6 tới mấy đâu Hoàng Phương, rất là đẹp. Đúng rồi. Thì mọi người rất là muốn biết khi mà đến với Côn Đảo đó, thì Hoàng Phương sẽ dẫn mọi người đi những đâu và ăn những thức ăn gì, thì Hoàng Phương sẽ chi tiết cho mọi người tí xíu. Thì Côn Đảo á, thì khi mà nhắc đến Côn Đảo á, thì mọi người sẽ nghĩ đến ngay liền là vấn đề về tâm linh. Thì tâm linh ở Côn Đảo mình có thể đi viếng, đầu tiên là phải nhắc đến là Nghĩa Trang Hàng Dương này. Nghĩa Trang Hàng Dương mình đang đứng ở đây. Đứng phải không? Đó. Điểm thứ hai á, thì mình có thể ghé miếu bà, là nơi gắn liền với thời chúa Nguyễn, là bà Hoàng Phi Yến. Đó. Và thứ ba là ngôi chùa, một ngôi chùa rất là độc đáo ở tại Côn Đảo này là ngôi chùa Vân Sơn Tự. Thì ngoài ra có những cái điểm xung quanh Côn Đảo như là miếu Cậu nè, miếu Ngũ Hành là, và những cái bia tưởng niệm ở chảy quanh khắp Côn Đảo, mọi người có thể đến và thắp hương và viếng những cái địa điểm đó. Ngoài ra thì bên Hòn á, thì có miếu Cô Vân á, cách đây cái đảo lớn á, tầm khoảng 30 phút đi bằng cano đó. Đó là về vấn đề tâm linh. Còn ví dụ mọi người muốn ra đây để trải nghiệm là khám phá biển, khám phá đại dương này kia, thì ở đây có những cái tour lặn ngắm san hô, rồi đi xem rùa đẻ nè, thả rùa về biển rồi. Hoặc là mình có thể tham gia những cái tour như là đi check-in vườn quốc gia, hoặc là lặn ngắm san hô ven những cái đảo lớn này. Nghe cái một cái từ là check-in vườn quốc gia nghĩa là sao rồi Hoàng Phương? Thì check-in thì mọi người thì có nghĩa là mình leo núi hoặc là hiking. Đó là check-in là mình leo, mình có chung là dành cho những người có thể lực tốt á. Thì đi check-in thì tầm khoảng vài cây số hoặc là hiking. Mình đi theo những cái bậc thang của trong vườn quốc gia thì mọi người có thể đi nghe những cái tiếng như là chim hót líu lo, thấy những loài động vật thực vật rất là đa dạng và phong phú tại vườn quốc gia Côn Đảo này. Quá tuyệt vời luôn, không là một nơi là coi như là có rừng. Về với biển mà còn có rừng
rồi có tâm linh và những cái resort rất là hấp dẫn. Thì đến đây ngoài những cái resort hấp dẫn, những cái món ăn, những cái địa điểm du lịch như vậy thì còn có một những cái điều đặc biệt mà nhiều người đi ai cũng là để ý, đó là những cái món ăn ngon. Thì Hoàng Phương có thể là giới thiệu một vài những cái món ăn ngon và những cái hải sản nào đặc biệt tại cái con đảo này cho mọi người. Như đêm hôm qua đó mình có trải nghiệm là ăn ở một quán hải sản rất là đặc biệt con đảo và rất là đông khách. Thì mọi người có thể ra côn đảo thì chung là ở biển đảo mà, thì mọi người sẽ liên tưởng ngay tới gì? Hải sản. Hải sản là số 1, đúng không? Đúng. Thì ngoài ra thì mọi người có thể là ăn những cái món như là đặc trưng của côn đảo, như là cá mú đỏ nè, tôm hùm hoặc là tôm hũ ni, là những cái món rất là ngon, rất là tuyệt vời ở tại côn đảo này. Thì ngoài ra mình có thể thưởng thức những cái loại ốc như ốc giác này kia, nó rất là to, thì mọi người có thể thưởng thức những món đó. Ngoài ra có một món có thể mọi người có thể mua về làm quà lưu niệm á, đó là hạt bàng côn đảo. Là một đặc sản của người dân côn đảo ở đây đó, thì mọi người có thể thưởng thức. Quá tuyệt vời. Ngoài những cái hải sản như vậy đó Hoàng Phương, thì mình có thể có là di chuyển ra những cái làng bè phải không Hoàng Phương? Đúng rồi, hiện tại thì mình không thể ra làng bè được, nhưng mà bình thường á, du lịch bình thường á, thì mọi người có thể ra những cái làng bè để mình có thể ăn hải sản ở trên bè luôn, có nghĩa là mình ăn ở giữa biển luôn. Mình có thể thấy con cá nào mình chỉ nó sống, còn sống nghe, hoàn toàn 100% là còn sống nha. Mình thích con nào là mình chỉ con đó, mình bắt lên thôi, là mình sashimi hay là mình nấu cháo này kia, nó rất là tuyệt vời. Một tour du lịch côn đảo đó Phương, thì tầm khoảng 2 ngày một đêm thì mình có thể bán theo tour hoặc là đó, thì cái chi phí theo như Phương đi thì khoảng bao nhiêu, và có thể là những cái người bình dân hoặc như thế nào họ cũng có thể là sử dụng cái dịch vụ tour côn đảo như thế này không? Thì nói chung á, ai cũng có thể đi côn đảo được. Mọi người cứ nghĩ là chi phí nó cao nhưng mà nó cũng khá là ổn. Ví dụ như trường hợp mình tiết kiệm á, mình có thể đi tàu. Nếu mà mọi người có chi phí chút xíu thì mình có thể đi bay. Nếu mà mình đi tàu á, thì ước tính á, mình tính phỏng phỏng nghe, tùy theo nhu cầu nghe, trung bình một người á thì đi côn đảo bao gồm vé tàu tầm khoảng 2,5 triệu là ok, 2 ngày 1 đêm. Còn 2 ngày 1 đêm tổng tất cả chi phí 2,5 triệu. Đúng rồi, 2,5 triệu. Quá tuyệt vời. Nếu mà mọi người có thể tiết kiệm hơn, ví dụ mình có thể ăn những cái quán bình dân á, thì nó sẽ rẻ hơn. Còn 3 ngày 2 đêm mình chỉ cộng thêm khách sạn, mình ăn thêm 1-2 bữa thôi. Vậy một cái tour du lịch gọi là vừa tâm linh, vừa về với biển, về với thiên nhiên, về với rừng, những cánh rừng quốc gia nguyên sinh tại đây, và được trải nghiệm những cái loại hình du lịch leo núi phong, rồi ngắm san hô, coi như là tổng hợp tất cả những cái những cái hình thức du lịch khác tại một cái đảo như vậy. Dạ, đúng rồi. Thì Hoàng Phương có thể là tích góp một vài cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ gì á khi mà đến với lại cái côn đảo này hay không? Đối với kinh nghiệm đến với côn đảo á, thì mọi người á, thì đến côn đảo thì đầu tiên á, là mọi người phải có vé bay hoặc vé tàu để ra côn đảo. Là điều đó là chắc chắn là đi ra đây phải có phương tiện đó. Rồi. Và phải cần những cái phương tiện để di chuyển. Phải liên hệ trước những cái phương tiện đó. Bình thường á, mọi người đi có thể có bất kỳ lúc nào, nhưng mà tới những lúc cao điểm á, ví dụ như thứ 6, thứ 7, chủ nhật á, mọi người muốn đi là có thể là không có vé để mọi người đi. Thì hoặc là liên hệ, nên tốt nhất là liên hệ với những người địa phương, ví dụ như tụi mình hoặc là những người địa phương khác ở tại côn đảo này là sẽ hợp lý nhất. Tại vì á, là người địa phương sẽ hiểu côn đảo như thế nào, không phải giống như là ở những nơi khác. Ví dụ mình có thể mình đi là mình đi liền đâu. Đúng ở côn đảo này đặc biệt, nó ảnh hưởng, nó rất là nhiều yếu tố, sóng gió biển động, thời tiết nó rất là ảnh hưởng. Alo trước ha, alo trước, ví dụ như cho tụi mình thì mình có thể hỗ trợ thời tiết tốt như thế và thời điểm cúng biến như thế nào, hay là nó tất tần tật để mà mình hiểu hơn, để mình đi cho nó cái lộ trình cho nó ok. Mà mình rất vui là mình cũng được người bạn giới thiệu của Phương, và một cái đơn vị gọi là du lịch thì mình thấy là rất là có tâm và rất là có tầm nhìn, và rất là hỗ trợ cho anh em rất là nhiệt tình. Thì Hoàng Phương có thể nói sơ về cái đơn vị của Hoàng Phương và cái số hotline của Hoàng Phương để mọi người ở đây nắm rõ, để có thể là khi mà di chuyển ra côn đảo thì mọi người có thể tìm đến Phương được không? Thì thứ nhất là mọi người có thể tìm qua trang cá nhân Facebook là Nguyễn Hoàng Phương. Thứ hai thì mọi người có thể lên TikTok gõ là Phương Côn Đảo là sẽ ra mình lại ngay liền. Rồi ngoài ra số hotline của mình là 0945 609 470, hoặc là mọi người có thể liên hệ với nhân viên của công ty Đảo Ngọc Travel, là công ty của mình luôn, thì mọi người có thể liên hệ để mà bên mình có nhân viên sẽ hỗ trợ mình trực tiếp tất cả những cái lịch và cái tour để đến côn đảo một cách trọn vẹn và chi phí rất là hợp lý. Đúng rồi.